Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và hôm nay Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị một chiếc xe màu đỏ rất là bắt mắt, một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Đó là Daewoo Matiz phiên bản Post Racing. Một chiếc xe khá là đẹp, một chiếc xe biển 34A07721. Một chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 4 đến 5 lít trên 100 cây. Một chiếc xe mà sử dụng máy xăng 0.8, cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe 4 chỗ ngồi quá tuyệt vời luôn. Nội ngoại thất khá là hoàn hảo. Vâng, sử dụng vành lan hoa theo hình ngôi sao, 5 cánh, rất là đẹp. Vâng, một chiếc xe sử dụng vành 13 nhé. Lốp 155, tỷ lệ là 65, đi thì cực kỳ đầm chắc và lốp thì khá là mới. Cua lốp thì không phải nghĩ ngợi luôn. Chủ nhân cũng sử dụng khá là giữ gìn. Vâng, sơn xi thì bóng lộn rồi, còn này thì cũng sơn đẹp luôn. Vâng. Và chiếc xe nhập khẩu ạ. Khá là ok. Đây người bên nhà em là chuyên dòng về những chiếc xe này, nên là những chiếc xe này thì chất lượng thì rất là yên tâm. Mọi người có thể nhìn thân tappy của chiếc xe cũng khá là ổn và khá là mới. Vâng. Cao chỉ thì zin và các cái răng cao su thì cũng còn chưa có dấu hiệu gì lão hóa cả. Vâng. Cao chủ cao chỉ rất là đẹp luôn. Và chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, mọi người có thể nhìn tem của chiếc xe. Đó, chiếc xe chỉ nặng có vài tạ thôi. Vâng, đấy. Sản xuất năm 2007. Một chiếc xe khá là ổn. Giá thành thì chỉ hơn 100 triệu nhưng mà chiếc xe thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, không gian nội thất bên trong thì cũng tương tự như các cái mẫu Chevrolet. Vâng, đó. Rất là đẹp, Daewoo Matiz ạ. Con xe này thì chạy được 12 vạn thôi quý vị nhá. Vâng, đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Các cái phím bấm cũng rất là ok. Và đặc biệt là gắn một màn hình kết hợp camera lùi. Điều hòa thì mát lạnh, mát rượi luôn. Con này điều hòa mát lắm. Vâng, rất là ok. Chân nỉ thì cũng nói chung là hơi sạch sẽ một tí. Và chiếc xe này thì em đánh giá là chân nỉ chỉ được 7 điểm thôi. Nhưng không sao, phần ghế da thì cũng rất là ổn. Ghế da màu nen pha kết hợp màu lâu, khá là ok luôn. Đó, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, không gian trong cũng khá là rộng rãi. 4 người ngồi thì cực kỳ thoải mái, cực kỳ tiện lợi. Gia đình nhỏ gọn thì quá là ok. Và con này thì là sử dụng gương kính là điều chỉnh bằng tay nhá quý vị nhá. Bên trên điều chỉnh điện và bên dưới thì điều chỉnh bằng tay. Vâng. Đó, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng. Vâng, đặc biệt là cánh cửa thì đóng mở khá là êm khít luôn. Vâng, rất là tiện lợi ạ. Vâng. Còn cụm đằng sau logo rất là nổi bật, kính gạt mưa tuyệt vời. Và màu đỏ khá là bắt mắt, rất là thoải mái, tiện lợi luôn. Và cánh cửa thì đóng mở khá là êm khít, rất là tiện. Đó, tapi rất là đẹp. Nói chung là một chiếc xe chỉ hơn có 160 triệu đồng thôi, nhưng mà rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là con này là số tự động nhá quý vị nhá. Tay nắm số tự động đây. À, đó, tay nắm số tự động đấy ạ. Không gian nội thất thì cũng khá là ổn và rất là đồng màu. Một chiếc xe mà có cả giá nóc rồi tất cả các chức năng ổn định. Một chiếc xe 4 chỗ ngồi, máy 0.8, nội ngoại thất thì hoàn hảo, thì không có lý gì mọi người không thể đến xem xe và cảm nhận chiếc xe này. Vâng, vậy ai quan tâm với mẫu xe này cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Một chiếc xe Daewoo Matiz phiên bản số tự động sẽ dành về tay quý vị các bạn. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp luôn. Vâng, Vũ Duy Auto ở chợ ô tô Quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn tìm cho mình được những chiếc xe ưng ý nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.